Xin chào các em. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em tiếp tục ôn thi toán học kỳ 1 nha. Vậy thì em quan sát qua đề nha. Câu số 1 nha các em. Câu số 1 này yêu cầu thực hiện phép tính nha. Rồi mình quan sát câu A nè. Một A ha. 2 căn 5 không thể khai căn được. Đi lại nha. Rồi căn 1 trừ 5 tất cả bình phương. Đúng không? Mà bình phương thì mang khỏi căn, mang vào giá trị tuyệt đối cho tôi. 1 trừ căn 5. Hay biết là 1 trừ căn 5 bé hơn 0 thì lúc này em phá giá trị tuyệt đối ra nhân hình mình dấu trừ nó biến thành trừ 1 cộng căn 5. Đó, giờ ta phải tính nào. 2 căn 5 mà cộng 1 căn 5 thì đáp án bằng 3 căn 5 trừ 1, thế nào. Rồi đến câu B. 2 căn 2 không thể rút gọn được rồi. Đó. Căn 18 khai căn được nha. 18 chia 2 được 9, 9 là 3 bình đúng không? Vậy căn 3 bình nhân 2 mang ngoài bằng 3 căn 2. Có một số em nhận không được thì máy tính bấm được nha. Nha, bấm ra được 3 căn 2 liền. 32 em chia cho 2 được 16. 16 là 4 bình phương. Vậy căn 4 bình nhân 2 mang ngoài 4 căn 2 trừ 4 căn 2 nha. Vậy thì mình rút gọn đây nè. 3 2 căn 2 cộng 3 là 5 căn 2, 5 mà trừ 4 thì còn 1 căn 2 các em. Đến câu C. Rồi câu C để yếu chút xíu nha, không thôi làm mà bài trở lên cực có mắt. Rồi tôi phân tích cho các em coi nha. Rồi ở đây có hai cách làm, một là quy đồng, hai là chụp căn ở mẫu. Thì các em cách nào cũng đúng hết nha. Đó. Bây giờ nếu mà tôi chụp căn ở mẫu thì nó khỏe hơn một chút xíu. Hoặc là quy đồng hai cái này thôi nè. Đó, đừng quy đồng ở đây, nó phức tạp lên nha. Có thể em quy đồng cũng được hoặc chụp cũng được. Tôi quy đồng nha. Nói chung là căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1. Này viết lại nè. Cộng cái này chia này cho tôi. Còn căn 3 trừ 1 nhân lên 1. Có phải là căn 3 trừ 1 đâu. Cộng này chia này. Còn căn 3 cộng 1 mà nhân lên 1 thì biến thành căn 3 cộng 1. Được không? Vậy thì nè, coi cho này ha. 1 căn 3 cộng 1 căn 3 bằng 2 căn 3. 1 1 trừ 1 hết. Ở đây hàng đẳng thức này em. A cộng B nhân A trừ B bằng A bình trừ B bình. Bằng A bình trừ B bình, căn 3 bình lên bằng 3. 1 bình lên bằng 1. Đó, vậy thì có thể ghi bằng 2 cho em. Cho nó dễ ha. Đừng quy đồng đây. Nè. 2 đơn giản 2 mất nè, còn căn 3 trừ 2 căn 3. Trời ơi, 1 căn 3 mà trừ 2 căn 3 thì quá êm rồi đúng không? Thì còn âm 1 căn 3. Hiểu chưa? Đó, đợi các em trình bày vào. Các em quan sát đến câu số 2. Cho biểu thức P bằng mà ngoặc ra 1 trên căn x trừ 1 trừ 1 trên căn x ha. Rồi chia cho. Đây. Vậy thì xử lý bài này nè em. Để cho điều kiện rồi, không cần phải xác định điều kiện nữa ha. Vậy thì ở đây là trừ chắc phải quy đồng thôi. Rồi, mẫu không thể phân tích thành nhân tử được. Vậy lấy một chung quy đồng thôi. Và tương tự bên này cũng vậy luôn nha các em. Vậy thì coi thì xử lý này. Tôi quy đồng ha. Mẫu chung của bài này chính là căn x nhân cho căn x trừ 1 nha. Rồi. Này phép chia cho mong nha. Cầm cái này chia cái này, còn căn x nhân lên 1 là căn x. Cầm cái này chia cho cái này thì còn căn x trừ 1 nha em. Căn x trừ 1 mà nhân cho trừ thì phải đổi dấu, biến thành trừ căn x cộng 1 nha em. Đó phải đổi dấu nha. Đó, chưa có dấu trừ được dấu này. Ở đây chia quy đồng bên này luôn. Mẫu chung của nó là chính là căn x trừ 2 nhân cho căn x trừ 1. Nhà phép chia luôn chưa không? Cầm cái này chia này, còn căn x trừ 1 nhân lên. Mà căn x cộng 1 nhân căn x trừ 1 chính là hàng đẳng thức A bình trừ B bình nha. Đó. Vậy thì ở đây chính là bằng A bình trừ B bình, chính là bằng x trừ B bình. Tại vì căn x bình lên bằng x, đúng không? Trừ B bình 1 bình lên bằng 1. Cầm cái này chia này, còn căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2 lại hàng thức nữa là x trừ 4, đúng không? Nhưng mà đằng trước có dấu trừ phải biến đổi dấu đi, trừ x cộng 4. Đó. Em hay sai hay nhất cái dụ của dấu trừ chỗ này. Rồi cho bạn ha, hai này mất nè, còn 1 phần căn x nhân cho căn x trừ 1. Chia thì tôi nhân nghịch đảo, lột lên luôn. Là căn x trừ 2 nhân cho căn x trừ 1. Đóng lại thằng nha em, chia.
Này này hết nè em, nghịch đạo lại lên rồi. Thì cái này lộn giới, tôi rút gọn nè. Này này hết nè. 4 trừ 1 thì bằng 3. Rút gọn lần tiếp theo. 3. Hai này giống nhau đơn giản bắt này, thấy không? Nè, đơn giản bắt này. Thì trên tử còn căn x trừ 2 nhân 1 chính là căn x trừ 2 thôi. Giới mẫu nè, hai này mất rồi, còn 3 căn x. Đây chính là rút gọn cuối cùng. Nha các em. Đó là câu A nha. Giờ câu B. Với giá trị nào có x thì p có giá trị bằng 1/4. Vậy thì mình giải bình thường thôi. Đây là câu A nha các em. Câu B. Để giá trị p này bằng 1/4. Mình thay p vào đi. Thay p là thay cái nào? Thay mình cái điều mình mới rút gọn nha. Đây này, thay cái này. Em chỉ em giải phương trình nó rất là đơn giản. Bằng 1/4. Quy đồng cửa mẫu nha. Anh nhân chéo lên cho nó mau. Được không? Vậy tương đương tôi nhân lên nha. Nhân chéo lên là 4 căn x trừ cho 8. Nhân chéo lên nè. 3. 3 căn x nhân 1 là bằng 3 căn x nha. Rồi, tôi giải. Tôi chuyển qua nè. Còn 3 căn x chuyển qua nè. Trừ 3 căn x. 4 căn x trừ 3 căn x thì còn 1 căn x. Trừ 8 chuyển qua là dương 8. Rồi, dễ không? Dạng này nhân căn A bằng gì? Bằng B. Bình phương hai vế lên. Bình lên mất căn. X bằng bao nhiêu em? 64. Mà 64 có hỏi điều kiện không? Lớn không? Đúng. Các 1 và các 4. Hỏi điều kiện nhận. Ok. Kết luận. Vậy. X bằng 64. Thì P bằng 1/4. Nha các em. Câu C các em. Tính giá trị P tại X bằng 4 cộng 2 căn 3. À, có nghĩa là tại x bằng 4 cộng 2 căn 3 mình thay vào cái biểu thức p mình rút gọn là của a này em nha. Rồi, vậy từ đây suy ra p bằng kéo dài ra nè. Căn x này 4 cộng 2 căn 3 trừ 2 3 căn thay x vào 4 cộng 2 căn 3. Không được bằng máy tính đâu nha. Nha. À, máy tính không thể được. Cái này đưa khỏi căn tạo thành bình phương. Mà kỹ thuật này tôi dạy chưa? Đưa về bình phương ấy em. Nghe. Coi tôi đưa về bình phương nhanh nhanh nha. 4 cộng 2 căn 3 tôi sẽ đưa về bình phương một tập. Lúc nào phải nhớ là 2 lần A nhân B nhân căn 3. Căn 3 là số 3 là số nguyên tố không thể tách được, chỉ còn số 1 thôi. Vậy là A nhân B bình lên, căn 3 bình nhân 3, 1 bình lên bằng 1. Cộng lại coi. Trời ơi 3 cộng 1 bằng 4, đúng rồi. Và đây chính là A, đây chính là B. A căn 3 cộng 1 tất cả bình phương trừ 2. Giờ này cũng vậy luôn. Là căn 3 cộng 1 tất cả bình phương luôn nha các em. Đó. Rồi, sau đó mình phân tích ra. Mình đưa ra mang ngoài bằng chính nó. Đúng không? Lớn không mà. Mang ngoài giá trị đối nhưng mà căn 3 cộng 1 lớn không? Mang ngoài bằng chính nó là căn 3 cộng 1 trừ đi 2 chia cho 3 mà ngoài ra căn 3 cộng 1 lớn không mang ngoài chính nó luôn. Nhà rút gọn trên tự đi. Còn căn 3 trừ 1 giới này gì em? 3 nhân cho căn 3 cộng 1. Tới đây nhớ chụp căn ở mẫu nha em. Nếu mà em chụp không được thì lúc này máy tính nó chụp được cho em. Em nhập này vô nó chụp được luôn nha. Còn ở đây tôi sẽ chụp tay, không chụp bằng máy tính. Căn 3 cộng 1, tôi muốn chụp căn 3 cộng 1 thì tôi giới nhân cho căn 3 trừ 1 nha. Thì trên nhân căn 3 trừ 1 biến thành căn 3 trừ 1 tất cả bình nha. Rồi, giới này em, tôi nhân cho căn 3 trừ 1 để tạo thành hàng thức A bình trừ B bình. Vậy là bằng 3 trừ cho 1. Nha, đó. Vậy hàng thức được phân tích ra là bằng A bình là 3, cộng 2 lần AB là 2 căn 3, cộng B bình là 1. Vậy đáp số bằng 4 trừ 2 căn 3. Chia cho, này này, đáp số bằng mấy em? 6. Đúng không? Đó. Chưa xong. 42 có trùng này. Đặt 2 ra đơn giản đi. Đặt 2 ra đơn giản này luôn. Tôi rút gọn luôn nha em. Này còn 3 này. Đặt 2 ra ngoài. Rút gọn cho 2 này. Còn 3 này. Đặt 2 ra ngoài còn 2 trừ căn 3. Đây là rút gọn cuối cùng. Bài số 3 các em. Bài số 3 là bài hàm số này. Cho đường thẳng y bằng m cộng 4 nhân x trừ m cộng 6. M là tham số. Tìm M để đường thẳng D này đi qua điểm A tôi đúng âm 1, 2. Ở trong cái bài học
Những bài học trước tôi đã nói về chủ đề hàm số. Đường thẳng mà đi qua điểm thì điểm nó thuộc đường thẳng. Mà điểm này là điểm E có tốc độ là âm 1, 2 á, thì em cứ có X em thay bằng âm 1, có Y em thay bằng 2 vào cái đường thẳng D, lập tức tìm được em ở nha. Vậy trả lời đây nè, câu A, ta có điểm A có tọa độ là âm 1, 2 thuộc Y bằng M cộng 4 nhân X trừ M cộng 6 nha. Tôi thay vào nè, tôi thay vào em, đây là tọa độ điểm. Vậy thì đứng trước là X, đằng sau là Y nha. Vậy Y là thay bằng số 2, 2 vô bằng M cộng 4 nhân X, X là âm 1 em nha, trừ M cộng 6. Thế đây có hai cách giải, một là bấm máy đinh bấm xin xô luôn, được luôn nhé. Coi thôi thôi em giải chậm nha, coi tương đương M máy nha các em nha. À, tôi nhân vô nè, là âm M đúng không, cái này là chậm đi. Nhân vô là âm M với âm M nữa là âm 2M. Nhân vô là âm 4 với cộng 6 là cộng 2. Và giải phương trình tìm M, chuyển qua đây là 2M nè, chuyển qua đây nè, mà 2 trừ 2 bằng 0 nè, vậy là 2, 2M bằng 0. Vậy đáp số M bằng mấy em? M bằng 0. Câu B, người ta yêu cầu vẽ hàm số với M vừa tìm được ở câu A. Vậy câu A không làm được thì câu B ta đi đấy nha em. Rồi vậy M bằng 0 em thay vào đây nè để em vẽ thôi. Với M bằng 0 suy ra hàm số có dạng Y bằng, thay vô đây là 0 cộng 4 là 4X, 0 cộng 6 đó là trừ 0 cộng 6 đó, vậy vẫn là 6 luôn. Vẽ hàm số này, hàm số này hàm gì? Hàm Y bằng AX cộng B đầu tiên, còn nhớ không? Cho X bằng 0 để nó cắt trên trục tung nha. X bằng 0 thì suy ra Y bằng B là 0 vô đây cộng 6 bằng 6 là B bằng 6 là đúng không? Ở cho Y bằng 0, ai học công thức thì học, học tư duy thì học, không sao hết. Cho Y bằng 0 thì để cho nó cắt trên trục hoàn cái bằng trừ B trên A, vậy là trừ 6 chia cho 4 là trừ B trên A nha. Đó, vậy bằng âm 3 phần 2. Rồi, coi ta vẽ hàm số nha các em. Nha, đây là x nè, đây là y nha. Cho x bằng 0, y bằng 6, x 0 này nè, y bằng 6 lấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây trang vẽ đây qua đây nha. Rồi tiếp tục cho y bằng 0, x bằng âm 3 phần 2, y bằng 0, x bằng âm 3 phần 2 là 1,5 đây nè, âm 1,5 ở đây nè. Rồi lấy thước đặt nối vô các em. Đó, âm 3 phần 2 viết ngoài này đi được rồi. Vậy đây chính là đường thẳng gì em? Y bằng 4X cộng gì? 6. Ok, rồi đến câu C. Câu C tôi trình bày sang bên này nha các em. Rồi các em quan sát đến câu C nè. Tìm M để đường thẳng D là đường thẳng này nè em. Đường thẳng gốc là đường thẳng D này nè, song song với đường thẳng y bằng âm 2 cộng 3. Các em học rồi, hai đường thẳng song song với nhau khi hệ số góc bằng nhau là a bằng a phẩy và b khác b phẩy nha. Vậy trả lời nè, để nha các em, để đường thẳng d là đường thẳng này nè song song với đường thẳng y bằng âm 2 cộng 3 khi và chỉ khi a bằng a phẩy, b khác b phẩy. Cái đó yêu cầu tìm m để hai đường thẳng này song song nhau. Rất đơn giản em, A đâu? A này, hệ số A đây này, M cộng 4 đứng trước X đó, M cộng 4 bằng A phải đây này em, đứng trước X này, là âm 2 nha. Đó, B, B là 6 nè, chắc anh khác 3 rồi, đúng rồi, 6 luôn luôn khác 3 rồi. Quá, vậy chỉ cần giải cái này thôi, quá đơn giản. Vậy tương đương M bằng cộng 4 chuyển qua là trừ 4, trừ 2 với trừ 4 thì bằng âm 6, M là âm 6, là giá trị cái tìm nha các em nha. Câu D. Câu D là câu hơi nâng cao một chút xíu nha các em nha. Khi M thay đổi
là khi giá trị m có thể thay đổi bất kỳ giá trị nào thì đường thẳng d, đường thẳng d là cái đường thẳng này luôn đi qua một điểm cố định, chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng d luôn luôn đi qua điểm cố định. Muốn chứng minh nó một đường thẳng luôn luôn đi qua điểm cố định thì em đầu tiên em gọi giả sử cái điểm cố định đi qua là điểm x0 0, em thay vào, sau đó em tìm giá trị x0 0. Nếu em tìm được giá trị x0 và y0 chính là điểm cố định nó đi qua nha. Vậy thì đầu tiên các em gọi, chỉ cần gọi này, gọi x0 y0 là điểm cố định nha, điểm cố định d đi qua nha, d đi qua mà mình học rồi, đường thẳng đi qua điểm thì điểm chắc ăn thuộc đường thẳng. Vậy cái điểm cố định này nè, suy ra điểm x0 y0 thuộc cái đường thẳng d, đường thẳng d tôi biết là y bằng m cộng 4 nhân x0 trừ cho em cộng 6. Coi cho làm nha các em, tương đương cứ có y tôi thay bằng y0, cứ có x tôi thay bằng x0 trừ cho gì em, m cộng cho 6. Để đây thì không giải được nha. Lúc này tôi sẽ nhân lại, nhân lại và chuyển vế luôn. Nhân vô này, thay y0 vào đây ha. Nhân vô là mx0, m nhân x0 cộng 4x0 trừ m cộng cho 6 trừ y0 bằng không. Coi tôi sẽ tìm x0 y0 cho các em coi nha. Tương đương em nhìn nè, ở đây có giá trị m chung này, đặt m ra ngoài thì còn x0 trừ 1. Thấy chưa? Rồi, nè 2m đặt chung ra này. Rồi, đằng sau là cộng 4x0 trừ y0 cộng 6 bằng 0. Rồi, tôi hỏi các em này, khi nào cái này cộng cái này bằng 0? Mà giá trị nào của x0 và y0 để trước này bằng 0? Nha, rất đơn giản nha. Khi và chỉ khi này bằng 0, nguyên cái cột này cộng này phải bằng 0 thì nó bằng nha. Vậy khi x0 trừ 1 bằng 0, tôi bé nhỏ này chút xíu nha, câu này khó đó. Và 4x0 trừ y0 cộng 6 bằng 0. Tương đương tôi sẽ giải tìm ra được x0 này bằng 1 trừ chuyển qua đằng cộng 1. Tôi thấy x0 ở đây bằng 1 đây, 1 nhân 1 4 bằng 4, 4 cộng cho 6 bằng 10 thì suy ra y0 bằng chuyển qua 10 này, 10 trừ y0 bằng 0 và y0 bằng 10. Các em kết luận vậy đường thẳng d luôn đi qua điểm cố định là 1 và mấy em 10. Các em là các em trình bày vào cho nửa đường tròn nam mô đường kính AB bằng 2 lần R và dây AC bằng R, là có một dây, có một dây bằng bán kính nha các em. Rồi, chứng minh tam giác ABC vuông. Rồi câu B là giải tam giác ABC. Sau đó còn 3 câu nữa em, đối với các em nha. Bài này chắc cũng căng rồi các em nha. Vậy trước tiên tôi vẽ hình trước này. Cho nửa đường tròn nam mô đường kính AB trước. Em vẽ nửa đường tròn thôi. Cho nửa đường tròn nam mô đường kính AB. Đường kính AB mà chắc anh đường kính gấp 2 lần bán kính rồi. Rồi, tiếp theo dây AC bằng R. Vậy dây AC bằng R bằng bán kính có nghĩa nè, đây nè, em nói nè, bán kính là bằng nhiêu nè. Đây, em kéo ra đây. Dây đó mà vậy, em quay ra. Rồi, dây AC đây. Đâu vậy đây? Đây bằng bán kính nha, bằng R luôn nha. Cái này bằng cái này luôn nè, và bằng cái này luôn nè. Thấy chưa? Tiếp tục các em chứng minh tam giác ABC vuông. Wow, quá đơn giản không các em? Đâu vô thôi. Rồi, chứng minh vuông ở đây có rất nhiều cách xử lý luôn các em. Rồi, em nhìn bàn này, nhưng mà tôi khuyên các em dùng cách này. Có hai cách em nói này, trong một tam giác nha,
tam giác nội tiếp vuông tròn á mà có một cạnh là đường kính thì chắc anh tam giác đó là người cùng nha. Và này em làm cái cách mà em vẫn sử dụng nhiều nhất này, đây OC bằng OA bằng OB, em nhớ không, trong chương trình lớp 8 mình học rồi, trong tam giác vuông đường trung tuyến hướng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Vậy ngược lại trong một tam giác đường trung tuyến là CO là đường trung tuyến, tại vì hai này bằng nhau, CO là đường trung tuyến bằng nửa cạnh đối diện, nha, ba khúc này bằng nhau có nghĩa là bằng AB chia 2. Vậy kết luận tam giác này vuông ở đâu? Vuông ở C, đúng không? Rồi mình trình bày nha các bạn. Ta có CO bằng OA bằng OB bằng AB chia 2. Vậy từ đây suy ra tam giác ACB vuông, hay là ABC cũng được nha. Vuông tại đâu em? Tại C nha. Đó. Câu B, giải tam giác vuông ABC. Giải tam giác vuông là gì? Giải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc chưa biết của tam giác vuông nha. Vậy ở trong đây chưa biết góc nào? Chưa biết góc A, chưa biết góc B, hai góc nhọn lắm, chưa biết cạnh AC và chưa biết cạnh gì BC, mà tính theo R nha các em. Tại vì cạnh AB chắc anh mình biết bằng hai lần bán kính không. Rồi tính góc A này bằng bao nhiêu nha. Ở đây có nhiều cách để tính góc A với góc B các em nha. Ở đây chắc là hướng dẫn các em hai cách nha. Ở đây cách thứ nhất là tìm góc A và góc B này em. Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều, mà tam giác đều thì góc này bằng nhiêu độ? 60. Mà đây 60 thì góc B này bằng nhiêu? 30 độ. Đó là cách thứ nhất nha. Đó, cách thứ nhất nha, được ghi cho này. Ta có OA bằng OC bằng AC bằng bán kính, suy ra tam giác OAC là tam giác đều. Nên góc CAB bằng bao nhiêu độ em? Tam giác đều thì có ba góc đều bằng 60 độ. Giải quyết được góc A. Giờ tìm góc B. Rồi, vậy từ đây suy ra góc ABC. Rồi mình học rồi, trong tam giác vuông tổng hai góc nhọn phụ nhau chỉ cần lấy 90 độ trừ đi 60 độ thôi. Trừ đi góc này nào. Bằng đây là cách thứ nhất. Rồi tôi muốn dẫn các em làm cách 2 này. Cách 2 thì chẳng cần làm đặc biệt, vẫn thành công. Và các em cần để tập nhớ cách này nữa. Sau này có nhiều bài tập cho một điểm nằm ngoài đường tròn mà gấp hai lần bán kính đó các em. Nó đó, liên quan đến 60 độ và 30 độ này. Nhìn nè, tôi tìm góc B cho coi nha. Tôi dùng hệ thức lượng. Nhìn các em, tôi sẽ dùng này em. Tôi dùng sin, sin B. Sin thì bằng đối trên huyền. Sin góc ABC. Sin là bằng đối nè, AC. Chia huyền là AB. AC bằng R, AB bằng 2 lần R rút gọn đi bằng 1/2. Mà sin 1/2 các em học bao nhiêu độ? Có 30 độ không? Có nhiều em nói thôi em cũng quên, em chẳng có nhớ gì hết. Máy tính chỉ giúp em. Lúc máy tính bấm được à? Shift sin 1/2. Rồi đúng không? Góc ABC bằng bao nhiêu đây? Chắc anh là 30 độ rồi, đúng không? ABC bằng 30 độ thì suy ra góc CAB. Lấy 90 độ trừ đi góc này nè, 30 độ. Vậy CAB bằng bao nhiêu độ em? 60 độ. Hiểu không các em? Rồi, em trình bày vào. Rồi, xong hai góc rồi đúng không? Giờ đến cạnh AC, AC quá đơn giản rồi. AC thì bằng R, đúng không? Rồi AB bằng 2 lần R. Giờ có cạnh BC thôi. Dùng định lý Pi đó, được không? Còn không đâu dùng sin cotang cũng ra. Tìm sin lấy đối trên huyền. Được không? Bằng ngành tan bằng đối chia kề. Ra hết. Dùng đi Pi đó go. Hoặc dùng gì? Hệ thức lượng. Dùng sin cotang cũng được. Các em thích dùng gì? Đó. Vì các em nha, tôi dùng định lý Pi đó go đi. Được rồi. Áp dụng định lý Pi đó go. Trong tam giác vuông
ABC. BC là cạnh áo vuông, tôi bỏ bình phương luôn nha. Bình phương cạnh áo vuông, bỏ bình phương lấy cạnh luôn, bằng bình phương cạnh huyền là 2R bình phương đó các em. Là AB là 2 lần R đúng không? Trừ đi bình phương cạnh áo vuông, còn lại là 2C bình lên là R bình đó em. Vậy BC bằng 4R bình trừ đi 1R bình bằng 3 lần R bình. Vậy đáp số cuối cùng BC bằng R bình phương mang ngoài bằng R căn 3. Mở ngoặc đơn vị đồng. Nhắc em. Các em trên bài không? Các em. Gọi K là trung điểm của BC. Rồi. Gọi K là trung điểm của BC. Vậy thì khi vẽ cái này trong đầu phải nhớ đến một định lý liền. Em nhớ chưa? Định lý gì biết chưa? Đường kính đi qua trung điểm của dây. Mà dây không quan tâm nha. Đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây ạ. Nhà sẵn sàng để chờ để đó. Gọi K là trung điểm của BC. Qua B kẻ tiếp tuyến BS. Qua B kẻ tiếp tuyến BS. Rồi tiếp tuyến BS đây nè. Đây tiếp tuyến là đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm đây. Đây tiếp tuyến BS nha. Đó. Đó. Nha kia. Qua K. Qua B kẻ tiếp tuyến BS với tiếp tuyến này cắt OK tại đây. Ồ. Tiếp tuyến này cắt OK. Vậy thì mình nối OK lên các em. Wow, lên tới đây rồi. Là cái tiếp tuyến này nè, cắt OK tại điểm này, điểm D này. Cái này dài nên chút xíu nhé. Đây chính là điểm D. Thấy chưa? Cẩn thận nha. Rồi. Bài này khá hay đó. Chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn đúng không? Wow không? Nói cho các em DC là tiếp tuyến, hay quá. Hai. Ồ, muốn chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn đúng không? Thì chỉ cần chứng minh nó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm ha. C chắc là tiếp điểm, nó nằm trên điểm, nằm trên đường tròn thôi. Vậy em muốn chứng minh được, câu này là câu C đúng không? Muốn chứng minh được DC là tiếp tuyến của đường tròn OC thì em phải chứng minh cái gì biết không? Chứng minh DC vuông góc với OC. Chứng minh được vuông này. Em suy nghĩ chút xíu nha. Làm sao chứng minh được vuông được? Em thử suy nghĩ chút xíu đây. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em chứng minh DC vuông góc OC. Có khoảng 3 cách nha. Nha. Nhưng mà có thể tí tôi sẽ chọn 2 cách ngắn nhất thôi. Nha. Rồi, các em nghe nè. Tôi muốn chứng minh được vuông này. Tôi sẽ dùng phương pháp này, em để ý dùng tôi nè. Em nhìn nha. Tôi sẽ thông qua cái cách này chứng minh hai tam giác bằng nhau. Trong đó có một tam giác bằng tam giác vuông. Mà quy tắc hai tam giác bằng nhau á, hai tam giác bằng nhau thì có các góc tương ứng bằng nhau. Cái kia vuông, tam giác này vuông thì tam giác kia cũng vuông, góc còn lại là vuông. Vậy tôi sẽ chứng minh được hai tam giác này bằng nhau này. Hai tam giác này bằng nhau. Tam giác này bằng tam giác này, mà đây 90 thì đây 90. Nhưng mà ngược lại lúc này phải quay lại chứng minh coi như hai tam giác này đóng vai trò là hai tam giác thường. Vậy thì mình có khả năng đối được trường hợp cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và cuối cùng là góc cạnh góc. Đó. Vậy thì nghĩ coi hai tam giác này có thể chứng minh bằng nhau theo trường hợp những trường hợp này không? Đừng có nghĩ trường hợp tam giác vuông nhé. Này vuông mà này chưa có vuông. Coi như tam giác thường. Rồi, em nhìn lên bạn. Tôi hướng dẫn em cách thứ nhất. Nhìn các bạn. Em nhận xét nè, tôi thấy hai cạnh này bằng nhau này. Hai cạnh này bằng nhau nè. Ồ đây là cạnh chung nè. Bạn thấy cạnh cạnh rồi đó. Hoặc là cạnh này bằng nhau nữa là cạnh lần cạnh. Hoặc có rớt vô cạnh góc cạnh này cái góc này nè. Bằng góc này nè. Nhìn mảng các em. Hai góc này bằng nhau nhẹ nhàng. Tam giác OBC cân. Hai cạnh bằng nhau. Đường trung tuyến chính là đường phần giác. Đúng không? Trong tam giác cân BOC là tam giác cân đúng không? Trong tam giác cân đường trung tuyến là hai này bằng nhau là đường trung tuyến gì nữa? Chính là đường phần giác góc này bằng góc này không? Vậy thì hai tam giác đo đường này bằng nhau trường hợp cạnh góc. Hai tam giác này bằng nhau mà đây 90 thì đây nhiêu độ? 90 vuông góc tiếp tuyến. Một cách. Cách hai. Cách hai nha. Tôi nói cách hai nè. Em nhớ này, lúc làm bài á tôi đã nói này, khi thấy trung điểm đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây ấy vuông, vì thế lúc này OD đóng vai trò là đường trung trực của đoạn thẳng BC. Nè, đi qua trung điểm mà vuông góc nè.
Vậy OD chính là đường trung trực của BC. Mà em nhớ đến tính chất đường trung trực là gì? Mọi điểm nằm trên đường trung trực thì cắt đều hai đường bốn. OD là đường trung trực của BC, dẫn đến cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, mà cạnh này bằng cạnh này chắc ăn rồi bán kính hai cạnh, cái cạnh thiết là hai cạnh này bằng nhau. Đó, cắt đều hai đường bốn, hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh này bằng nhau do bán kính. OD là cạnh trung. Vậy thì hai tam giác này bằng nhau trường hợp cắt cắt cắt. Và đây 90, đến nhiêu độ? 90. Đây là cắt thứ hai. Nha, tí tôi nói là cái cắt thứ ba mà vật ba dài không dùng nha. Vậy thì các em coi được trình bày. Tôi làm cắt thứ nhất, cắt một. Đó, phải không? Em thấy tầm quan trọng chưa? Chứng minh góc quan trọng chưa? Bất cứ bài nào văn hình nào cũng có chứng minh góc. Hầu hết, có hết. Vậy phải nhớ cho tôi bao nhiêu cắt? Tôi dạy 10 năm cắt. 10 năm cắt đối với kỳ 1. Nha. Đó, đây là một trong những cách tôi dạy đúng không? Chứng minh hai tam giác bằng nhau, trong đó có một tam giác là tam giác trung. Rồi, vậy thì ở đây rồi tôi sẽ làm cách thứ nhất nha. Làm cách thứ nhất thì tôi phải chứng minh này nha. Chứng minh góc O này là bằng O này, O1 là bằng O2 nha. Vậy thì coi tôi trình bày. Trình bày cách thứ nhất là tam giác OBC cân tại O. Mở ngoặc giải thích vì OB bằng OC. Mà OD, tại vì ba điểm hàng ngang thôi. Mình nói là OK hay là OD cũng được chẳng hạn nha. Mà OD là đường trung tuyến. Suy ra OD cũng là đường phân giác. Đường phân giác của góc COB. Nên góc O1 không đọc O1, đọc tên nó luôn đi các em nha. Cái này dễ đọc mà, đúng không? Nên góc này bằng góc này là COD bằng góc DOB. Thấy chưa? Rồi giờ mình mới xét hai tam giác này bằng nhau. Hai tam giác thường nha. Coi như tam giác thường rồi đó. Xét tam giác COD và tam giác BOD. Có cạnh thứ nhất nè, OC bằng OB bằng bán kính, đúng không? Góc COD bằng góc DOB. Vì sao? Mới chứng minh trên. Và cuối cùng OD là cạnh trung. Hai suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Suy ra tam giác COD bằng tam giác BOD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Mà hai tam giác này bằng nhau nên câu này em OCD bằng góc OBD bằng 90 độ nha. Suy ra DC vuông góc với OC hay là CO cũng được nha. Đây, đường thẳng mà vuông góc với bán kính tại tiếp điểm, kết luận vậy. DC là tiếp tuyến của bao nhiêu em? Của đường tròn tập 1. Đây là một cách. Giờ tôi hướng dẫn các em làm cách này nha. Cách hai tôi sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cắt 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 nha các em nha. Ở tới đây này cũng có thể làm đường thẳng nè em. Trong tam giác cân, đường trung tuyến chính là đường gì? Đường gì em? Trung trực, đúng không? Cũng có thể làm như vậy đúng không? Trong tam giác cân này, à, OBC là tam giác cân đúng không? Nè, OD là đường trung tuyến nè. Vậy nó chính là đường trung trực đúng không? Cũng được. Đó, thì các em nha. Đó, còn ở đây tôi sẽ làm khác đi chút xíu luôn. Nha. Em qua quan sát rồi làm cách 2. C2. Rồi, ta có nè. Đường kính đi qua trung điểm của dây mà dây không có tâm nha. Thì đi vuông góc về đó. Rồi, ta có nè. CK bằng KB. Đó, nói hàng này bằng nhau nè. Vậy suy ra OD vuông góc với BC tại đâu em? Tại K. Đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc về dây đó. Có nghĩa là OD vuông góc với BC. Nha. OD mà vuông góc với BC
Đó, tại K mà CK này bằng KB. Đây, nên OD là đường trung trực. Của AB, của BC các em. Mà OD là đường trung trực của BC thì suy ra CD bằng DB tính chất đường trung trực. Mọi điểm nằm lên trên đường trung trực thì cắt đều hai đầu, đúng không? Vậy thì lúc này tôi sẽ xét tam giác COD và tam giác BOD. Nào. Đó. OC bằng OB bằng bán kính, hoàn toàn dùng tính chất đường trung trực cũng được. Rồi tiếp tục CD bằng DB chứng minh trên. Rồi OD là cạnh chung. Mà tôi làm rất là chậm đấy nha. Rồi vậy từ đây suy ra tam giác COD bằng tam giác BOD theo trường hợp cạnh nên góc OCD bằng góc OBD, mà OBD bằng 90 các em, đúng không? Nga thích tuyến thì vuông góc luôn. Suy ra DC vuông góc với CO. Kết luận vậy DC là tiếp tuyến nha của đường trần hợp nha các em. Rồi tôi nói thêm cách thứ ba, tôi nói mở rộng thôi nha các em nha, nhưng không dùng cách thứ ba tại vì cách thứ ba nó có khả năng nó cũng khá dài đó nha. Nhưng mà cách thứ ba thì em phải để ý, lúc nãy mình làm cái bài này phải đưa về chỗ này nè. Em để ý, khi em giải tam giác giác vuông á thì góc này em là tôi nói là tôi viết là 60 độ này, đúng không? Tam giác đều này 60 độ luôn nè, đây 60 độ thì đây 30 độ này, vuông mà đây 60 độ đây 30 độ chắc ăn đây 60 độ này. Đó rồi, ở đây chắc ăn là bao nhiêu độ? 30 độ. 30 độ thì đây là 60 độ. Ờ, có nhiều em nói là đây là đường trung trực này, đó thì phải làm thêm ra đường trung trực thì cắt đều hai đầu ngút này, hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh bằng nhau, kết luận là tam giác này tam giác cân thì góc này 60 độ nè, thì đây 60 độ, rồi đây 60 độ cộng 30 độ bằng 90 độ, 90 độ vuông góc. Em hiểu ý tôi nói không? Làm nhầm góc, điền ra góc cũng được. Tam giác đều là 60. Hồi nãy này thì đây 30 đúng không? Mà đây là vuông nè, đây 60 thì đây bao nhiêu? 30. Đúng chưa? Rồi tiếp tục đây 30 thì đây 60. Rồi phải chứng minh được hai cạnh này bằng nhau, phải là chứng minh nó là đường trung trực, đúng không? Đó, đường kính vuông đi qua trung điểm mọi giây thì vuông góc giây đường trung trực cách đều hai đầu vuông hai cạnh bằng nhau. Tam giác cân đi 60, 60 cộng 30 bằng 90, 90 vuông góc tiếp tục. Nhưng mà không dùng cách này khá dài nha các em. Vậy thì các em quan sát đến câu tiếp theo nha. Chứng OD cắt đường tròn tâm O nha. Tia OD cắt đường tròn tâm O tại M. Tia OD nè, cắt đường tròn tâm O tại M, đây là điểm M. Ồ, vậy hôm nay mà chứng minh theo đường trung trực là có lợi cho mình đó. Nha. Rồi, vậy thì các em nhìn lên bảng kính nè. Tôi xóa cái này bớt đi, tôi không dùng cái này. Đó. Chứng minh tứ giác OBMC là hình thoi. Đó chưa? OBMC. OBMC đối cho này em. Đối cho hàng. Ồ, dấu hiệu chứng minh hình thoi nhiều lắm nha các em. Bốn cạnh bằng nhau. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau, hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một cạnh. Đó là bốn dấu hiệu chứng minh hình thoi. Nhưng mà vấn đề là chứng minh được cách nào đây? Em quan sát nha. Đó. Tôi thấy hai này bằng nhau này. Em. Tôi thấy hai này bằng nhau nè. Đi qua trung điểm này đó. Giờ tôi mà chứng minh được đoạn này bằng đoạn này thôi là ok đó. Tại vì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành. Mà hình thành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. Và hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Và cái này chứng minh đây là phân giác này. Hình thành có một đường chéo là phân giác của một góc này thôi. Mà không thôi các em tính bốn cạnh này ra. Chứng minh được bốn cạnh bằng nhau là hình thoi. Nhưng mà vấn đề là cách nào đây? Em quan sát được rồi nha. Coi tôi hướng dẫn câu đề ha. Em nhìn quan sát này. Nhìn em. Rồi nè, em để ý nè, đây là hai tiếp tuyến, lúc này vừa chứng minh đây là tiếp tuyến rồi đúng không? Vậy khai thác cái lợi của hai tiếp tuyến. Hai tiếp tuyến cắt nhau thì bằng nhau rồi, hôm nay mà cái này quá nên mình đã chứng minh rồi.
cách nhau tại điểm điểm đó tới tâm là phân giác, từ tâm tới điểm đó là phân giác. Đây góc này mà góc này, đúng không? Góc này mà góc này. Mà lúc nãy mình chứng minh là tam giác này là tam giác gì? Nè, tam giác này là tam giác gì đấy? Tam giác đều. Nếu em nào được hôm nay nó đi 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 vô đường này hay nè, tam giác đều nè. Đó, tam giác đều nè. Thì đây 60 độ này. Thì đây 60 độ này. Nghe kìa. Vậy thì tam giác COM là tam giác cân, tại vì OM bằng OC có một góc bằng 60 độ là tam giác đều. Tam giác đều dẫn đến cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này. Tương tự, đây 60 độ luôn. Tam giác MOB là tam giác đều, tại vì hai cạnh này bằng nhau, tam giác cân có một góc là bằng 60 độ là tam giác đều, dẫn đến cạnh này bằng cạnh này. Cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này. Hữu giác có bốn cạnh bằng nhau là hình tròn. Một cạnh. Còn không thôi các em làm đường này nè. Các em làm đường này ha. Em chỉ cần một chứng minh là tam giác đều thôi. Tam giác đều thôi. Trong tam giác đều chính là cân ở ba đỉnh. Đúng không? Đường cao trong tam giác đều, đường cao chính là đường trung tuyến, đúng không? Thì cạnh này bằng cạnh này, thì xóa cái này đi. Trong tam giác đều là đường cao này, chính là đường trung tuyến. Đoạn này bằng đoạn này. Đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này. Vậy tứ giác này là hình bình hẳn. Hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hẳn. Mà hình có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình không? Vẫn hình không. Nè, hoặc hình hẳn có hai cạnh kề bằng nhau cũng là hình gì? Hình gì? Hình thon. À, nghe kìa. Tôi sẽ đưa về cái cách hình bình hẳn đi. Nha. À, đưa về bốn cạnh bằng nhau cũng được, tùy cách nghe. Coi ha. Rồi. Vậy thì giờ tôi sẽ xử lý nào? Lúc nãy làm đây 60 độ nha các em. Nhớ đây là 60 độ nè. Mình giải ra cái vuông mình biết đó, đây 60 độ nè. Đây 30 độ đúng không? Rồi. Hôm nay tam giác này tam giác đều nè, thì chắc anh đây là 60 độ nè. Nếu mà các em đi cái bài cái câu thứ hai đúng không? Giải ra cái vuông em đi đây, tam giác đều á thì ở đây 60 độ thì góc này 120 nè. 120 chia đôi ra mỗi góc bằng 60 độ nè. Đó, 60 độ. Nha, 60 độ. Tại vì hai tiếp tuyến cách nhau bằng thì bằng nhau điểm đó tới tâm là phân giác, từ tâm đến điểm đó là phân giác. Yeah. Vậy trước tiên nè. Rồi, trình bày ha. Ta có giờ trước tiên tôi tính góc này là trước này. COB. Bằng 180 độ trừ đi góc AOC. AC tam giác đều mà ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng 60 độ, đây 60 độ luôn. Vậy thì bằng 120 độ. Mà OD là phân giác của góc COB. Vì sao biết không? Vì sao? Vì do tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. À, vì không ngoài ra. Vì tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Hai tiếp tuyến cách nhau. Đây vừa mới chúng mình là tiếp tuyến đó ha. Nên góc COM, đọc tới COM thôi nha. Là con nè. Đây là để phục vụ bài đó. COM bằng MOB bằng 120, bằng góc này chia đôi nè, bằng góc COB chia 2 đó em, bằng 60 độ. Rồi. Mà tam giác COM cân tại đâu em? Tại O. Mở ngoặc V OC bằng OM bằng bán kính. Tam giác cân có một góc bằng 60 độ, kết luận nha. Suy ra tam giác COM là tam giác đều. Nghe kìa. Tam giác đều. Em tam giác đều suy ra ba cạnh này bằng nhau. Rồi bên này em có thể nói là chứng minh đường tự cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này. Kết luận bốn cạnh bằng nhau cũng được. Cái đó cũng nhanh em. Còn không thôi, trong đó đều là đường đường cao này, đây nè. Đường cao này, CK đường cao chính là đường trung tuyến, suy ra hai cạnh này bằng nhau. Cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này. Này bình hẳn. Bình hẳn có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi. Nó tùy cái nha. Đó, rất nhiều đường để mình đi. Rồi. Rồi. Nào tam giác đều. Lại có, tôi làm cách đưa hình hẳn nha. Lại có CK
là đường cao. Suy ra CK là đường trung tuyến. Rồi, mà CK là đường trung tuyến thì suy ra cái gì em? Nên OK bằng KM nha. Mà cái gì em? Mà CK lại bằng KB. Suy ra tứ giác BOCM là hình gì em? Nhì. Hình bình hành. Do có hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường. Rồi, hay làm em có thể, em muốn làm nhanh luôn, đa luôn nè. Đa tới hình thoi luôn nè. Đây, hai ngày nói lên hình bình hành, em phải cái nữa. OM vuông góc với BC hoặc là OB bằng OC. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi, hoặc hình bình hành có hai cạnh kề nào với nhau nè. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi, hoặc hình bình hành có một đường chéo là phân giác cũng là hình thoi. Em gộp cho luôn đi ha, viết cho nó khỏi dầu nha. Cái điều này nói hình bình hành nha. Và OM vuông góc với BC. Vậy tứ giác BOCM là hình thoi luôn các em. Tôi làm mau chút này nha. Các em nha các em. À, kể CH vuông góc với AB tại H. CH vuông góc với AB tại H. Đây. Căn đây nha. CH này nha. Nha. Rồi, ok. Tiếp tục người ta gọi này. Gọi Y là trung điểm CH, Y là trung điểm CH. Chia đôi đây. Đó. Rồi. Tiếp tục Y là trung điểm của CH tiếp tuyến của A của đường tròn tấm O. Tiếp tuyến A của bạn tiếp tuyến tại A. Cắt BI nha. Có dài BI đây. Ba điểm này là hàng luôn nha. Quá trời rối hình rồi đó. Tại điểm này là điểm gì em? Điểm này điểm E. Rồi, chứng minh 3 điểm này hàng ngàn. Rồi, em suy nghĩ thử cái nhé. Vậy thì các em quan sát là hướng dẫn chứng minh 3 điểm này hàng ngàn nha. Nói về cách chứng minh đặt hàng á, trong đầu các em phải soạn tối thiểu ít nhất em phải có 200 nha. Rồi, sau này nhiều hơn thì trong đầu em phải có cỡ khoảng ít nhất là 500. Ít nhất là 500 để chứng minh 3 điểm này hàng ngàn nha. Đó. Vậy thì lúc này tôi sẽ chứng minh thẳng hàng như thế này các em. Tôi sẽ dùng cái phương pháp này. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các em hai phương pháp nha. Phương pháp thứ nhất, bài này tôi sẽ tập trung vô cách là đưa về 3 điểm thẳng hàng. Tôi có nghĩa là chứng minh 3 điểm này nè, tạo ra một góc bẹ là bằng 180 độ. Đó, cách thứ nhất là đưa về 180. Cách thứ hai tôi sẽ dùng định lý Simpson. Có nhiều em nghe cái này lạ đúng không? Đó, định lý Simpson để chứng minh thẳng hàng. Tí tôi sẽ nói cái đó sau cho các em nha. Chứng minh thẳng hàng thông qua định lý Simpson rất là hay nha. Vậy thì ở đây tôi có thể đưa này về 180 độ được không? Ở đây chắc chắn là 90 độ này, mấy mình chứng minh được vuông góc này đúng không? Giờ làm sao chứng minh được cái góc bên này là 90 độ này em? Đó, làm sao chứng minh được góc này này? Đó, các bạn kết thúc này. Làm sao chứng minh góc này là 90 độ này? Đó, cả một vấn đề khó khăn đó đúng không? Làm sao chứng minh được? Đó. Vậy thì bài này muốn làm được các em, lúc này các em phải vẽ thêm một đường thẳng nữa nha mới làm được nha. Và bài này tôi cảm thấy giác chứng minh đường hàng cực kỳ khó khăn đấy. Rồi tôi sẽ nối cái đường hàng BC lên nha, cắt cái tiếp đến A này tại một điểm. Điểm này tôi cho là điểm tên là điểm F đi nha. Vẽ lên khúc là cái đường mới vẽ này. Được chưa? Rồi, vậy thì coi tôi trình bày nha các em. Tôi sẽ viết cái này các em nha. Tôi sẽ kẻ BC cắt cắt gì em? Tiếp tuyến tại A. Tiếp tuyến tại A. Ở à, tiếp tuyến tại A này. Ở điểm F. Yeah, oh yeah.
Giờ tôi sẽ ở đây, từ chỗ này tôi sẽ hướng dẫn các em hai cách nhìn lên bảng nha. Thứ nhất này, bài này khá hay nha các em. Trong đây có một cái giả thuyết quan trọng mà các em cần phải khai thác là hai cạnh này bằng nhau này. Hai cạnh này bằng nhau nha. Rồi, em muốn chứng minh đưa đây bằng 90 độ, là cắt đầu tiên sẽ đưa về góc này 90 độ này. Thì tôi chứng minh, tôi sẽ nối cái này này. Tôi nối EO này. Đường dẫn khúc luôn. Nếu nó giống như bài kia luôn, nếu tôi chứng minh được cạnh này bằng cạnh này. Nếu tôi chứng minh được cạnh này nhá, bằng cạnh này. Cạnh này bằng cạnh này thì hai tam giác EAO và ICO sẽ bằng nhau là trường hợp là cạnh này, hai này bán kính bằng nhau là đúng không? OA bằng OC này và EO là cạnh chung, hai tam giác này bằng nhau và đây 90 thì lập tức góc này bằng 90. Đó. Mà đây 90 này, cộng bên này 90 tạo 180, dẫn đến 3 điểm này thằng này. Nhưng mà vấn đề làm sao mà chứng minh được AC này? Cái khúc này, bằng khúc này. Đây là cả một vấn đề khó khăn nha các em. Đó, coi tôi sẽ hướng dẫn này. Nếu mà em chứng minh được cạnh này bằng cạnh này thì chắc chắn cạnh này thì bằng cạnh này thôi. Đúng không? Vậy thì ở đây, vậy thì em muốn chứng minh được cạnh này bằng cạnh này rất đơn giản, em chỉ cần chứng minh này hai cạnh này bằng nhau. Tại vì sao cái này vuông nha các em? Tại vì đây là vuông này, đó này, không ba điểm này đó là ngang mà đúng không? Tại vì trong tam giác vuông FCE nếu em chứng minh được hai cạnh này bằng nhau này, trong tam giác vuông đường trung tuyến với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh gì? Cạnh huyền thì dẫn đến cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cái gì vậy thưa các em? Vậy chỉ cần muốn chứng minh được cạnh này bằng cạnh này thì chỉ cần chứng minh hai cạnh này bằng nhau, chứng minh hai cạnh này bằng nhau không? Thì đường trong tam giác vuông đường trung tuyến nối với cạnh huyền thì bằng được cạnh huyền dẫn đến cạnh này bằng cạnh này, mà cạnh này bằng cạnh này thì ok rồi, xét được hai tam giác này bằng nhau. Các em hiểu ý tôi nói không? Nhưng mà chứng minh cạnh này bằng cạnh này đâu phải là dễ nha, nha. Coi để chứng minh hai cạnh này bằng nhau đã lâu lắm rồi em, chứng minh hai cạnh bằng nhau rất là hay này. Ở trong đây có một cơ sở là trước nay chưa khai thác hai cạnh này bằng nhau. Hai cạnh này bằng nhau. Em để ý nè, CI nó song song với EF và IH cũng song song với gì? Hai em. Là tại vì CH là vuông góc với gì? Với góc gì? Rồi CH vuông góc với AB, rồi AE, AF cũng vuông góc với AB, là dẫn hai này song song nhau, hai đường thẳng này song song nhau. Mà song song thì em nhớ đến hệ quả tam giác. Em còn nhớ một đường cạnh thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại của tam giác thì tạo ra một tam giác mới có ba cạnh tỷ lệ với tam giác đã chọn. Em còn nhớ điều này không? Tôi sẽ làm được nè, tôi định dạng trước cho em coi nhìn này. Rất là hay, tôi viết để định dạng trước cho em nha. Nè em thấy không, CI này song song với EF này áp dụng hệ quả ta lấy này thì mình sẽ lập được này, CI trên EM EM bằng BI trên gì? Tôi viết luôn cho các em nhé, tôi viết luôn, tôi viết luôn là giải. Cái này có thể các em chưa tư duy được cái này không? Tôi viết luôn là giải luôn, cho rút vô một đường luôn nhé. Vậy là tôi làm cái này luôn nhé, tôi trên bàn đây. Nè, ta có CI CI này song song anh em, tôi chứng minh hai cạnh bằng nhau nha, thông qua hệ quả ta lấy song song anh em. Nếu mà nói ra rất đơn giản, hai này cùng vuông góc AB, bảo ngoài vì cùng vuông góc AB, thấy chưa? Đó, vì cùng vuông góc AB. Rồi vậy thì đây tôi sẽ trình bày bên này ha, trình bày bên này đây, chỉ để áp dụng hệ quả ta lấy. Cắt con. Nè, CI song song với EF nè, trong năm nè, em nè, CI song song với EF là tam giác, là tam giác góc là IBF. Đây đường này cắt hai cạnh nào là song song với cạnh này tam giác thì tạo ra một tam giác mới là tam giác CIB có ba cạnh tỷ lệ với tam giác đã chọn. Có nghĩa là CI trên EF
bằng BI. BI trên gì em? BI trên BE. Rồi, tương tự em coi này, IH cũng song song với AE nha, tương tự. Tương tự IH cũng song song với AE. Áp dụng hệ quả thật đấy. Nha, hệ quả như thế. Nha, suy ra hay là ta có cũng được. Rồi, nè. Nè, HI song song với AE này thì là bằng HI trên AE. Đó, tam giác gốc là tam giác ABE. Rồi, HI này song song với AE này, tạo ra tam giác mới là HIB này, đúng không? HI trên AE bằng lúc này phải lập là BI trên BE nha. Đừng lập dưới này nó không có mối quan hệ đâu. BI. Đó, BI trên BE. Em đặt đây cho tôi là số 1, đây là số 2. Từ 1, 2, xin xin được gì nha, em nhìn thôi. Hai cái đuôi này giống nhau không? Xin là hai cái này bằng nhau. Xin là CI trên EF bằng HI. HI trên gì? Đây. Mà em để ý CI em bằng IH này. CI bằng IH mà CI bằng HI. Trời ơi, chia là gì chứ em? Từ bằng nhau nè, hai giống như là hai phân tức này nè, đó. Nè, hai phân số này kiểu như hai phân số nhau là từ bằng nhau nè. Muốn bằng nhau thì rất đơn giản, chắc ăn mẫu là bằng nhau. Đúng không? Đó. Từ bằng nhau rồi chắc ăn mà chắc hai cái bằng nhau chắc ăn mẫu là bằng nhau. Vậy suy ra EF bằng AE. EF bằng AE. Có phải là CE là đường trung tuyến trong đan đá vuông không? Đúng không em? Thấy chưa? Mà trong đan đá vuông đường trung tuyến với mấy cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Đúng chưa? Đó, nên CE là đường trung tuyến. Đường trung tuyến trong tam giác vuông. Nó vuông gì em? ACE. Em hiểu không? Đó, khá hay nha em. ACE. Đó. Nó là đường trung tuyến nên ở đây tôi sẽ đi cho các em hai cách nha. Đó, nên tôi sẽ chứng minh. Tôi biết bằng là luôn ngày bằng ngày bằng ngày luôn nha. Nên từ đây suy ra luôn nha. Rồi. Suy ra CE bằng E và bằng E bằng AE trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Đúng không em? Đó. Nha. Đó. Này bằng này bằng này. Được chưa? Dẫn đến cái tam giác AEO bằng tam giác ECO theo trường hợp cạnh này nhé. Cạnh chung này nhé. Cạnh này mà đây 90, đây 90. 90 cộng 90 trăm 8, 3 đến thằng này. Em hiểu được vấn đề cho nó không? Vậy thì tôi sẽ làm thứ nhất nha các em. Nha. Cách 1. Cách 1 làm chỗ này nha. Còn cái này vẫn phải dùng hết. Cách 2 cách. Rồi, tôi sẽ xếp tam giác AEO và tam giác E AEO đúng không? Cái kia là CEO nha. Tam giác CEO. Được không em? Có AE bằng AE này bằng CE này. Chứng minh trên OE cạnh chung. Rồi OA bằng OEC bằng bán kính. Vậy từ đây suy ra tam giác AEO bằng tam giác CEO theo trường hợp cạnh. Hiểu không em? Đó. Mà hai tam giác này bằng nhau nên góc ECO bằng góc EAO mà EAO bằng 90 độ các em.
Bây giờ đây, suy ra góc ECO cộng góc nhân OCD bằng 180. Hay. Hai góc này chính là góc ECD các em. Đúng không? Góc này cộng góc này bằng 180. Vậy. Vậy sao em? E C D thẳng hàng nha các em. Rồi, em chỉ cài cách này cho trước nha. Rồi tí sẽ hướng dẫn các em thêm cách hai dùng định lý Simpson nha. Rồi. À, tôi làm cách hai nè, dùng định lý Simpson này các em. Rồi. Các em để ý dùng tôi điều này ha. À, em nào mà chưa học nhiều tôi á, cái phần định lý Simpson thì chưa học bao giờ á, thì các em nghe đây nha, nghe tôi giảng lại, tôi nói về định lý Simpson một cách nhanh gọn trước cho các em nha. Cái cách của nhà bác học Simpson chẳng qua là ông nhà bác học Simpson làm ngắn đi một bước, ngắn đi một giai đoạn, nhưng mà nguồn gốc vẫn là đưa về trọng tài nha. Rồi tôi sẽ giải thích cho các em. Rồi, nhìn lại. Tôi xóa cho này nha các em nha. Rồi, tôi nói về định lý Simpson này các em. Em nhìn lên bảng nha, định lý Simpson như vậy các em. Định lý Simpson. Ở đây tôi vẽ trực tiếp luôn. Tôi trong đây có 3 điểm hàng ngang là FCB. Đây. FCB. Trong đây có điểm F này, điểm C này, điểm B này, 3 điểm hàng ngang rồi, giống như hình vẽ này này. Đây này, 3 điểm hàng ngang. Còn 3 điểm chưa hàng ngang, tôi vẽ đứt khúc. Nó chưa điểm hàng ngang. Đây. Điểm A, điểm E, điểm D. Nhà bác học Simpson chứng minh định lý Simpson nè, em quan sát này. Ông chỉ cần nói này, tôi đặt số 1, số 2, số 3, số 4. Chỉ cần chứng minh được góc C1 bằng góc C3 hoặc góc C2 bằng C4 thì kết luận 3 điểm hàng ngang. Ngắn gọn được các em. Có nhiều em mới trời ơi sao nhanh vậy? Mà sao chứng minh góc này cộng góc này mà góc này bằng góc này, góc này bằng góc này, ba điểm hàng ngang vậy sẽ vì sao vậy? Đó. Vì sao vậy? Tí tôi kể thế. Nha. Và tôi nhắc điều này. Có một số em bị sai cái này, có nhiều em mới cho ôi dễ quá, C1 bằng C3 mà, C1 luôn bằng C3 do đối định. Em sai rồi đấy nha. Hai góc đối định là gì? Hai góc đối định là mỗi cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia mà. Mà tia đối nó phải thẳng ngang. Nha, nếu mà góc này và góc này em nói đối định thì ba điểm nó đã thẳng ngang thôi. Em hiểu ý tôi nói không? Nha, hai góc đối định là mỗi cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia. Mà tia đối chung gấp thì chắc chắn phải thẳng ngang. Đúng không? Đó. Vậy thì không bao giờ em nói C1 bằng C3 đối định hoặc là C2 bằng C4 đối định được. Không phải đối định. Nhớ kỹ được này. Nhớ nha. Đó. Nếu mà đối định nó đã thẳng ngang rồi, vậy thì em phải chứng minh được góc này bằng góc này hoặc góc này bằng cái nào, bằng cách nào đó, nhưng mà không được dùng đối định. Hoặc em có thể chứng minh góc này góc C1 và góc nào đó, góc C3 và góc nào đó, mà hai góc nào đó bằng nhau, suy ra hai góc này bằng nhau. Đó, hoặc là chứng minh trực tiếp hai góc bằng nhau. Đó. Rồi. Tại sao ông nhà bác học Simpson nói góc này cộng góc này bằng 180? Góc này bằng góc này chứ em, góc này bằng góc này, kết luận ba điểm này. Giải thích này. Do rất là đơn giản. Do này, chẳng qua ông làm nhanh đi một bước này. À, điểm F, điểm C, điểm B thẳng ngang rồi, có nghĩa là góc F2 cộng F3 ba điểm này thẳng ngang rồi, có nghĩa là góc C2 cộng góc C3 bằng 180. Chắc ăn ba điểm này thẳng ngang rồi thì góc này cộng góc này 180 đúng không? Mà C3 này, C3 này bằng C1, chứng minh C3 bằng C1, có nghĩa lúc này tôi thay C3 bằng C1, có nghĩa là C2 được biết này. À, C3 này em chứng minh bằng C1 thì tôi thay C3 bằng C1 cho bằng 180. Em nhìn này. C2 cộng C1 bằng 180. Nào lúc này em sẽ chứng minh được C2 này. C2 này, C2 đây cộng C1 này, 180. Có nghĩa là tạo thành một góc bệt rồi. Mà tạo thành một góc bệt thì ba điểm này sẽ sao? Thành hình. Đó. Ông làm ngắn gọn đi một bước em. Đáng lẽ là tới đây thì chứng minh hai góc này bằng nhau đúng không? Mà này cộng này bằng 180 thì suy ra hai này cộng này bằng 180 kết luận ba điểm này.
ông bỏ luôn, bỏ đi luôn. Mà vẫn được đặt tên luôn nha. Tên Định Lý Simpson để dùng để chứng minh ba điểm này nghe. Ok. Đó. Vậy thì ở đây, giờ đây không cần phải đưa về trong tám. Có nghĩa là em chỉ cần chứng minh hai góc này bằng nhau, kết luận ba điểm này nghe. Hoặc hai góc này bằng nhau, ba điểm này nghe. Em chỉ cần nói thêm một câu này, dùng Định Lý Simpson. Em hiểu ý tôi nói không? Đó. Vậy thì ở đây nha, coi chỗ này này. Nha. Tôi chứng minh được cạnh này và cạnh này đúng không? Dẫn đến tam giác hình tròn, tam giác cân. Mà góc này nó mé này em, góc này mé là 30 độ đúng không? Tam giác vuông, tam giác vuông mà đây 30 độ này, à, tam giác này F A đây là tam giác vuông đúng không? Đây 30 độ thì đây 60 độ này. Tam giác cân là có một góc bằng 60 độ là tam giác đều này. Tam giác đều thì rõ ràng góc này bằng 60 độ. Thấy chưa? Tôi tính được góc C này là 60 độ này. Tôi chỉ cần chứng minh góc này này bằng góc này. Lập tức tôi kết luận 3 điểm này. À, nhìn thấy không? Nhưng mà tôi không được nói trước định. Nhớ ý này á. Tôi tìm đây 60 đồng. Giờ tôi tìm đây 60 đồng nhỉ. Tam giác CDB là tam giác cân. Đây, hai cạnh này bằng nhau nãy mình đã chứng minh bài kia rồi. Đúng không? Và góc này hai trên tuyến cạnh trong thì bằng nhau. Đây 30 thì đây 60 độ này. Em hiểu không? Em nhớ không? Mà tam giác cân này này CDB tam giác cân có một góc 6 độ tam giác đều, vậy góc này bằng 60 độ. 60 độ bằng 60 độ. Hai góc này bằng nhau. Đây. Thấy không? Đó, giống như bên này nè. Góc này và góc này lập tức ba điểm này thành em. Theo định lý Simpson. Hay không em? Đó. Sau này các em á, không những học kỳ 1 đâu, sang kỳ đề tuyển sinh rất nhiều bài tập. Sau này các em đọc những câu đề tuyển sinh khó dùng định lý Simpson chẳng hạn chứng minh chẳng hạn cũng khá là hay nha các em. Vậy thì tôi đã nói sơ về định lý Simpson cho các em rồi ha. Rồi, vậy thì giờ tôi sẽ làm. Hai cạnh này bằng nhau. Nha, tôi kết luận cạnh này là cạnh này cạnh. Nha. Rồi, từ đây hai cạnh bằng nhau đúng không? À, CE bằng CEF này. À, cách 1, hôm nay cách 2 nha các em. Rồi. Rồi, vậy thì đây suy ra tam giác EFC cần tại đâu em? Đây. Mà có góc F này nha. Mà góc F bằng 90 độ trừ đi góc AB nhé. ABF mà ABF cũng lấy mình từ này. ABF là góc này đúng không? 30 độ. Giải câu B giải nó vuông mình tìm 30 độ rồi đó. Vậy 90 trừ 30 thì bằng 60 độ. Tam giác cân có một góc bằng 60 độ nên tam giác EFC đều là tam giác đều. Nghe tam giác đều. Suy ra góc này nè. Tam đều thì ba góc bằng nhau góc ECF bằng 60 độ. Đặt đây là số 3 rồi. Đây có 1, 2 rồi. Rồi tiếp tục. Rồi chứng minh bên này rồi. Rồi tôi sẽ chứng minh tam giác này là tam giác đều luôn nha. Rồi tôi nói nha. Chấm đầu hàng. Tam giác CDB cân tại đâu? Cân tại đây. Giải thích vì nào? Vì DC bằng DB. À, có rất nhiều cách giải thích. Nếu em làm đi cách nào thì em nói cái đó. Đây đây. Ngay mình chứng minh đường trục trực này cắt đều hai đường bút đúng không? Hoặc không thôi là hai điểm tuyến cắt nhau đường đúng không? Đó. Mà góc CBD CBD này góc này bằng 90 độ này vuông này 90 độ này trừ đi 30 độ này 90 độ trừ đi góc thì này ABC ABF đường chẳng sẵn bằng 60 độ. Vậy từ đây suy ra tam giác CDB đều là tam giác đều. Nha. Đó. Nên góc DCB DCB bằng 60 độ. Em đặt đây là 4 giờ. Từ 3 4 suy ra nha. Em nghe
suy ra hai góc bằng nhau, suy ra góc ECS bằng góc BCD, đúng không? ECS bằng góc BCD, nhà hay là DCB, đều bằng bao nhiêu độ hết em? Bằng 60 độ. Kết luận vậy, điểm D, điểm C, điểm E thẳng ngang. Mở ngoặc ra, mở ngoặc ra theo định lý Simpson. Nè, còn muốn đưa về trong tá cũng được thôi, nó nên dài thêm hai bước, hai dòng nữa. Nè, theo định lý Simpson. Em thấy hay không? Đó, cố gắng nha các em, tấm hình bao giờ nó cũng khó đó. Đó. À, câu số 5 nha các em. Câu số 5 là tìm giá trị nhỏ nhất của người thức nha. Câu này giá nghĩ là câu phân loại quá, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn dễ hơn và tấm hình đó. Tấm hình câu cuối. A bằng x trừ đi 2 căn x trừ đi 2 cộng 3. Yêu cầu tìm giá trị min nha em. À, chương trình tìm min max không? Tôi đã có rất nhiều video tôi nói về chủ đề tìm min max cơ bản, đúng không em? Đó, em mà quên có thể coi lại chút xíu video nha. Video tôi đã dạy đó. Tổng quát là rất đơn giản, đưa về bình phương. Đó, cộng giá trị m. Bình phương lên không âm cộng m thì bé nhất bằng m. Thì biểu thức này đạt giá trị min bằng m. Còn trừ a ở bình phương á, đó, cộng m thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng m. Đây là tìm giá trị lớn nhất. Nhưng mà tìm min này, đây. Mà ở đây bình phương thì thức đây chắc ăn là bình phương một tổng hoặc là bình phương một hình, đa số thì như thế. Đó là phương pháp để nghĩ làm bài nha. Vậy thì ở đây tôi sẽ nghĩ là phương một tổng, bình phương một hiệu nha. Đây bình phương một hiệu rồi, dấu trừ rồi. Mà em nhớ này, em có muốn có bình phương một hiệu thì phải có a bình trừ 2ab cộng b bình, đúng không em? Rồi này, 2 nó là một góc rồi này, trừ 2 lần a căn hết trừ 2 nhân mấy để bằng 2 chắc ăn là 1. Em hiểu không? Vậy a đây này, a bình lên này, a bình lên này, a bình lên, cái này bình lên này, này bình lên mất căn là x trừ 2 cộng b bình là 1 này. Rồi vậy thì thêm 1 là thêm âm 2, đúng không? Thì phải trả nợ ra. Đó, mình thêm bao nhiêu thì mình phải trả bấy nhiêu nha. Đó, có trên góc là 3 đúng không? Đó, mình giờ mình làm sau góc là phải bỏ toàn là 3 đúng không? Là trừ 2 mà cộng 1 phải là âm 1 đúng không? Mà âm 1 làm sao ra 3 được, làm sao phải là 4 đúng không? Em hiểu ý thôi không? Hay này hiểu nào? Em thêm âm 2 đúng không? Thêm âm 2 với âm 1 là rút gọn đi, còn âm 1 đúng không? Thêm âm 1 thì phải trả lại là gì? Dương 1. Vậy 3 cộng 1 bằng 4. Đúng chưa? Nào 4 cộng 1 bằng 5 nè. 5 trừ đi 2 có phải bằng 3. Vậy thì tôi gom cho hình thức A này, B này. A chính là căn x trừ 2 trừ cho B là trừ 1 nè. Tất cả bình phương cộng 4. Đúng không? Em thấy chưa? Bình phương này luôn luôn không âm cộng 4 luôn luôn bé nhất bằng 4. Kết luận vậy a min bằng mấy em? Bằng 4 nha. Dấu bằng xảy ra, phải làm coi dấu bằng có xảy ra không. Không xảy ra thì không tìm được min đâu nha. Dấu bằng xảy ra khi nào bằng 4? Khi cái này bằng không nha. Thì và chỉ khi cái này bằng không. Đáng lẽ là tất cả này bằng bình bằng không, mà muốn bình phương luôn luôn là không âm đúng không? Muốn bằng không chỉ cần cơ số bằng không thôi. Tương đương căn x trừ 2 trừ cho 1 bằng không nha. Đó. Vậy thì ở lúc này em quan sát nha. Rồi à, tương đương cái này coi. Cái này là chuyển bế qua nha. Căn x trừ 2 bằng 1 này. Bình phương hai bế này, bình lên mất căn x trừ 2 bằng 1 với tương đương x bằng mấy nha? Bằng 3. Em à, em nhớ này, điều kiện này, điều kiện trong căn không âm nha, là x trừ 2 không âm, có nghĩa là x phải lớn hơn bằng 2. Với được, phải tồn tại được. Em, mà bằng 3 lớn hơn 2 thỏa nha, nhận nha, thỏa điều kiện thỏa đây. Để dấu bằng xảy ra bằng 3. Vậy giá trị bé nhất này bằng mấy nha? Bằng 4. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share để cho tôi có động lực làm video tiếp theo cho các em xem nha.